Là thầy nói này, nghe kỹ này, NG nó có hai cái tác dụng kinh khủng. Một là ung thư, hai là nó đốt kho hạt tốt của mình. Kho hạt tốt chính là kho phước mà người nhá. Kho hạt tốt chính là thùng nguyên liệu đấy, thùng nguyên liệu của mình á. Mình có nguyên liệu để mình bay nhưng mà đục thủng này, nó cứ thế nó chảy mọi người nhá. Mình không làm gì nó cũng cạn. Việc đầu tiên chúng ta sẽ nói với nhau là nó là cái gì đã, cảm xúc tiêu cực là cái gì. Sau đó chúng ta sẽ nói với nhau là cái tác hại của nó ra làm sao. Sau đó chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi là làm cách nào để chúng ta khống chế nó, chế ngự nó, làm cách nào để bịt cái lỗ thủng của bình xăng này, làm cách nào mà cái cánh tay trái này này nó không bị súng bùn thì cánh tay phải nó mới bay được mọi người nhá. Cho nên là mình bảo bảo dưỡng cái tay trái này đi, bảo dưỡng để không tốn nhiên liệu đã. Vậy thì cái cảm xúc tiêu cực của chúng ta nó được chia phân loại như sau, là bất kể cái cảm giác nào mà gây ra cho chúng ta trạng thái đau khổ và buồn bã. Ok, cái này là theo khái niệm của chúng tôi. Còn nếu mà theo một số cái là mà về tâm lý học hoặc cả theo một cái số về nghiên cứu về khoa học thì họ định nghĩa nhiều kiểu khác nhau, nhưng mà chúng tôi làm những cái cực kỳ đơn giản mọi người nhé. Nó làm cho chúng ta cảm thấy tiêu cực, đúng không ạ? Làm cho cảm thấy đau khổ, cảm thấy không vui. Tôi định nghĩa vậy cho nó dễ. Ở các level sau chúng tôi sẽ định nghĩa kỹ hơn. Ok, cái thứ hai là cảm xúc mang đến cho chúng ta những thứ mà kết quả không như mình mong đợi. Cái thứ này là cái thứ mà nó hạ cấp xuống một cái rồi đó. Thay vì kia buồn, còn cái này là mình không được như mong đợi. Ví dụ thì mình đi phỏng vấn, mình đòi lương 1.000 đô. Thôi rồi, nói 1.000 đô lại vi phạm pháp luật. 23 triệu. Mình vào mình muốn 23 triệu, thế vào phỏng vấn xong trả 10 triệu. Ok, thế mình tiêu cực, bắt đầu mình tiêu cực, mình bảo ô bọn này tào lao, ô bọn này keo kiệt, ô công ty này dở. Ok, bắt đầu mình phán xét là nó tiêu cực. Ok, rồi thứ ba là tổ hợp của các cảm xúc thường gặp trong cuộc sống. Ok, ngày hôm nay chúng ta sẽ làm năm cái tổ hợp này: nóng giận, đúng không ạ, sợ hãi, buồn bã, stress, khó chịu, ghen tức. Ok, vậy thì tạm thời chúng tôi để cho các anh chị ba cái định nghĩa để chúng ta dễ theo dõi, để mình biết là nếu mà phạm cái này là phạm vào cánh tay trái. Và chút nữa khi chúng ta biết được là cái tác dụng, cái hậu quả của cái việc phạm cái này nó là cái gì, thì chúng ta lúc đó mới quyết định là có nên tránh nữa không. Coi năm cái ngón của tay trái, năm cái ngón tay của tay trái nó làm thủng cái bình nhiên liệu của chúng ta, khiến chúng ta không bay được. Máy bay bay mà hết nhiên liệu thì chỉ có rớt thôi nhá. Năm cái thùng, hay nói đúng hơn là năm cái lỗ thủng của nguyên liệu, năm cái thứ này chúng ta hãy coi hậu quả của nó cực khổ như thế nào. Chúng ta hãy cùng nhau coi nào. Thứ nhất đó là nóng giận. Ai là người mà chúng ta cảm thấy mình là người nóng giận á? Ngày xưa tôi không có biết á, thì tôi thấy cái này là hay, tôi bảo ôi đàn ông thì nóng tí có sao đâu, nóng nhưng mà kiểu mình nóng thì xong rồi thôi, mình nóng xong rồi mình bỏ qua. Đàn ông nó phải thế, nó phải mạnh mẽ, nó phải nóng. Ai mà có ý nghĩ giống tôi thì comment 33 33 đúng không ạ? Ôi đàn ông nó phải thế chứ, đàn ông nó phải mạnh mẽ, mình là người thẳng tính. Ok. Cái này là cái này người ta gọi là gì ngụy biện. Ngụy biện, đã ngu một con lì ngụy biện. Mà chút nữa coi hậu quả của nó mà đố dám làm nữa, đúng không ạ? Ok nào, vậy thì nóng giận nó biểu hiện như thế nào? Là một cảm xúc tiêu cực thường gặp nhất trong cuộc sống, bởi vì cái này chúng ta dễ quan sát, dễ thấy cụ thể nó là cái gì. Khi chúng ta có cái gì mà bất như ý, đúng không ạ? Bản chất của nóng giận là gì? Chúng ta muốn một điều gì đó mà nó không diễn ra theo ý của mình, thế thôi. Ok, thì nó nóng. Còn nếu mà cái gì mình muốn mà nó cũng đều có hết thì sao nóng? Ok, mình hiểu bản chất của nó chút nữa mình mới trị được nó. Biểu hiện của nó: thứ nhất là tim đập nhanh hoặc có thể tăng huyết áp mọi người nhá, có thể tụt huyết áp, có thể đứt mạch máu. Mình có xu hướng là có hành vi bạo lực hoặc hành vi mạnh hoặc nhanh hơn bình thường. Bởi vì tim chúng ta đập nhanh, hơi thở đập nhanh, hơi thở mà nó hít thở nhanh á, thì cái hành vi nó nhanh hơn bình thường. Ok, sử dụng những ngôn từ khó nghe, thô tục, chửi bậy. Ok, và lớn tiếng, gân cổ đấy mọi người nhá, gân cổ, rất dễ gây tranh cãi. Nào, có ai mà có tất cả những biểu hiện này, chúng ta comment số 6 đi ạ. Ở đây có 6, comment số 6. mình có tất cả thứ này. có hết đúng không ạ?
À thì đúng rồi đó. Vậy là bạn là người nóng giận, đúng rồi. Đúng rồi, chúng ta tìm hiểu nguyên nhân được rồi. Nào, vậy thì nó sẽ mang đến điều gì ạ? Tác hại của nó là gì? Hãy coi ạ. Thứ nhất là làm tổn thương tim. Có nghĩa là mình dễ bị đột quỵ. Não trở lên não hóa. Ok. Và đặc biệt hơn, cái này thì về khoa học chúng ta được học rồi đúng không ạ? Còn ai chưa học thì hôm nay mình cập nhật nhé. Khi chúng ta nóng giận, nó sản sinh ra cortisol. Cortisol là một tế bào hại ở trong máu, ở trong cơ thể của chúng ta. Và cái chất cortisol này khi nó sản sinh ra thì nó sẽ giết những tế bào lành. Nếu ở một hàm lượng thấp thì nó tạo ra con người ta nhanh và mạnh. Cho nên cortisol được sử dụng trong doping, trong thể thao. Có nghĩa là họ có một hàm lượng cortisol trong người thì mình nhanh hơn, mạnh hơn, khỏe hơn. Bằng chứng là trong nóng giận mà người nhé. Trong nóng giận là mình mạnh mẽ hơn rất là nhiều. Nếu mà ai mà làm cho mình nóng, mình mạnh hơn lúc bình thường. Ok. Và nếu mà chất cortisol mà nó tích tụ nhiều quá, nó sẽ khiến cho chúng ta ngộ độc. Và nhiều chất cortisol quá sẽ gây ung thư. Cho nên nóng giận, cái này mọi người mới thấy nguy hiểm đúng không ạ? Nóng giận là một trong những nguyên nhân gây ung thư. Ai cảm thấy cái điều này là điều mới và rất ngạc nhiên, comment số 9 giùm tôi. Ai là lần đầu tiên mình mới nghe thấy là nóng giận gây ung thư, chúng ta có thể comment số 9. Sau buổi ngày hôm nay về đố ai giảm nóng giận. Đúng không ạ? Có dở hơi, dở hơi mới nóng giận. Đương nhiên là không phải đơn giản như vậy, nhưng mà ít nhất mình biết cái tác hại của nó nhé. Tôi không có cấm mọi người thích nóng cứ nóng nha, không cấm nha. Rồi, vậy thì khi chúng ta nóng giận, mình nóng giận với người khác và thường thì mình muốn vùi dập người đó mọi người nhé. Khi mình mà nóng giận được về một ai đó, mình muốn vùi dập người đó. Và khi mình nóng giận, mình muốn vùi dập thì nó lại tạo ra tác động ngược. Có nghĩa là gì? Mình nóng giận là mình muốn người kia có vấn đề. Nhưng trong thực tế khi mình nóng giận thì mình có vấn đề. Có nghĩa là cortisol nó sản sinh. Cho nên là khi mình nóng giận là mình uống thuốc độc mà mong thằng kia chết. Đây là một thứ quá khôn ngoan đúng không ạ? Rất khôn ngoan, rất khôn ngoan. Anh cứ ngồi đó, mày về đây mày chết với ông, mày về đây mới chết ông, nó vẫn đi nhậu mình nhà mình chết dần. Đúng không ạ? Đấy là những bà vợ là siêu thông minh đấy. Được rồi, được rồi. Chết mấy bà, chết mấy bà, hay nó không chết, nó đi nhậu vẫn vẫn thích, nó vẫn sung sướng ở ngoài kia, mình ngồi nhà chết dần. Mình uống thuốc độc mà. Người ta còn có nghiên cứu như sau, đó là có một bà mẹ ở bên Trung Quốc. Cái bà mẹ này thì bà quá nóng giận cãi nhau với chồng và bà có cho con bú. Và cái đứa bé đó các anh chị ha, nó bị ngộ độc. Và khi người ta đo tất cả mọi thứ, người ta đều thấy không có cái gì mà nó tác động đến đứa bé này. Thì cuối cùng họ mới phát hiện ra là nó ra là do sữa của bà mẹ, bà ấy quá tức giận nó truyền qua cái tuyến sữa và đứa bé nó bú cái sữa đó nó bị ngộ độc, nó kinh khủng luôn đấy. Cho nên là người ta có một số nghiên cứu, tôi chỉ đưa nghiên cứu thống kê, có anh chị có tin hay không nói chuyện của các anh chị nha. Đó là cái việc mà chúng ta uống sữa bò mà chúng ta vắt con bò nó đau á cũng không tốt mọi người nhé. Thực ra cái đó cũng không tốt. Tôi chỉ lấy thống kê thôi. Tôi không muốn tranh cãi với các anh chị. Sẽ có nhiều người cãi nhau với tôi nhưng mà tôi không có nhu cầu cãi. Ok. Nào, tác hại nữa là gia đình bất hòa, vợ chồng lục đục, sống với những người máu chó là người ta không an toàn. Không an toàn. Lúc thì yêu thương quá trời, lúc thế đúng không ạ? Đùng 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 như kẻ thù. Mà khi ghét nhau rồi thế, nhìn thấy đôi dép cũng ghét. Rồi cái thứ hai đó là lo lắng. Ok. Nào, đây là dành cho chủ doanh nghiệp, dành cho chị em nè. Thứ nhất, lo lắng về tương lai. Không biết tương lai ra sao đúng không ạ? Mai mốt chúng ta ra sao? Con cái mình ra sao? Công ty mình ra sao? Gia đình mình ra sao? Ok, lo lắng về tương lai. Rồi, chúng ta lo lắng người khác họ suy nghĩ về mình. Trời ơi, mình làm này không biết là người ta đánh giá mình sao, mình mặc này không biết có bị chê không. Ok. Mình làm này không biết có bị người ta chém ném đá không, có bị sao không. Không ạ. Ok. Đó chính là lo lắng về người khác phán xét. Cái thứ ba là lo lắng về kết quả. Trời ơi, giờ mua miếng đất này mai mốt biết nó có lỗ không? Đầu tư này không biết mai mốt có bị lừa không? Lo lắng về kết quả. Chưa làm mà lo lắng à? Chưa đầu tư ngồi nghĩ hết tháng à? Nghĩ xong là không dám lo lắng gì hết trơn.
không dám làm gì hết trơn. Tất cả những người lo lắng là những người họ quá khó ra quyết định mọi người nhé. Cái gì Lê Vinh Quang em có hết, đương nhiên làm người ai chẳng có. Tôi cũng đầy mà má. Thầy mình cũng đầy. Ok, mình lo lắng hôm nay quá 1.000 bọn nó có chửi không, quá 1.000 không vào được Zoom mà nó ở ngoài nó chửi mọi người nhá. Họ vào không được phòng Zoom là họ cự. Ok, lo lắng đầy đầy vậy, lo lắng nào, lo lắng coi người khác, lo lắng coi người khác họ có truy tìm ra vết của mình không. Có nghĩa là mình có một số bí mật mọi người nhé. Mình có một số bí mật, một số cái mình nói dối, một số cái mình gian lận, một số cái mình vẩn tỉu, một số cái mình tào lao. Nói chung tất cả đều có, chẳng qua không nói. Thì mình lo là người ta phát hiện ra. Chúng ta đầy rẫy những bí mật, đúng không ạ? Quá lo luôn, đúng không ạ? Rồi, chuẩn bị 117 này. Đúng chủ đề thời điểm xã hội này. Lo lắng bị Covid, lo lắng bị bệnh, lo lắng là chúng ta có vấn đề về sức khỏe. Ok, rồi còn nữa. Đây, lo lắng bao đồng 118. Lo lắng cho người khác. Con mình đi học không biết nó có bị điểm thấp, điểm cao không? Đi học nó có biết trời mưa, trời nắng không? Đi học cô có cho nó ăn không? Đi học nó có bị đánh đập không? Ok, mai mốt lớn lên nó có trở lên người không? Hay nó trở thành thú? Tôi nói mọi người á, thôi bây giờ tôi không có thời gian, tôi xin lỗi, tôi đi tiếp. Chứ không có mà cứ ngồi kiểu này hả? Các anh chị sẽ comment cả một cái màn hình luôn. Đó. Tất cả chúng ta không biết cái này, thế chúng ta sẽ... Nếu giải thoát được điều này thì các anh chị coi tâm trí mình nó sướng cỡ nào. Nếu chúng ta giải thoát được điều này, cái cánh tay trái này quá nguy hiểm mọi người nhé. Cánh tay trái này của chúng ta quá nguy hiểm. Cánh tay trái nó làm chúng ta tụt hậu kinh khủng. Cánh tay trái nó cản trở thành công của chúng ta. Nếu mà cứ ngồi lo lắng này thì đầu óc đâu mà sáng tạo. Lo lắng này đầu óc đâu mà tập trung vào việc tốt mọi người. Rồi, cái thứ ba đó chính là stress. Nào, ai thấy mình đang cảm thấy stress? Lo lắng về tiền bạc này, lo lắng về sức khỏe, lo lắng về người thân, lo lắng về phong tỏa, lo lắng về công ăn việc làm, lo lắng về tương lai, lo lắng stress, bức xúc. Thực ra stress nó còn hơn cả lo lắng mọi người nhé. Mình cảm thấy bất lực các mọi người nhé. Vừa mệt mỏi vừa bất lực. Công việc, tài chính, con cái, giãn cách, Covid, tự do, gia đình. Hơi stress vì tiền, ok không sao, nhiều người bị lắm, hơi thì đâu có sao. Lo lắng về stress về chồng, ôi chịu nổi không? Căng quá. Nếu mà stress về chồng thì mình lên trở thành F1 để đi cách ly, hiểu không? FA bị stress, trời ơi, phát, bạn phát, FA. Ế đấy mà, cái loại ế đó, stress. Rồi, vậy thì stress, chúng ta hãy cùng coi. Thứ nhất, nếu bạn là một người hay lo lắng bất an, đúng rồi, bất an và sợ hãi mọi thứ xung quanh, thế cuộc sống sẽ trở nên tồi tệ. Và cái stress này á, nó khiến cho chúng ta chết dần chết mòn mọi người nhé. Chết dần chết mòn. Mỗi một khi chúng ta bị stress là chất cortisol nó càng ngấm dần, đúng không ạ? Và nó làm cho chúng ta kiệt quệ về mặt tinh thần. Nhiều người cái biểu hiện của stress nhiều á mọi người nhé, là ăn không tiêu nhá, thậm chí là chất dinh dưỡng nó không ngấm nhá, thậm chí là đau bao tử nhá mọi người nhá. Lo lắng thời gian dài sẽ gây ra trầm cảm. Ok, thực ra bản chất của từ stress nó có nghĩa một nghĩa của trầm cảm thôi. Có nhiều người stress họ ăn nhiều hơn, uống nhiều hơn, đúng không? Họ nói nhiều hơn. Thứ hai là cuộc sống bất an và rất là hồi hộp. Thứ ba là không thể tập trung vào các mục tiêu cuộc đời, đặc biệt là không tập trung được vào tay phải tài năng đam mê mục đích sống, mà bên này stress nó kéo mình lại mọi người nhé. Cái tay trái này rất nguy hiểm mà. Ok, cái tay trái của chúng ta quá nguy hiểm. Rồi, vậy thì cảm xúc thứ tư của chúng ta đó là hối hận, regret, đúng không ạ? Hối hận. Vậy thì nó là gì vậy? Thứ nhất, đó là chúng ta, trạng thái của chúng ta là buồn, thất vọng về những gì mình đã làm. Mình cảm thấy nó làm điều gì nó chưa được đúng. Ok. Thứ hai là hối hận. Và cái bản chất của hối hận thì nó không xấu mọi người nhé. Cơ bản là hối hận, thậm chí ở một chừng mực nào đó là tốt mọi người nhé. Nhưng chìm đắm trong nó thì mới nguy hiểm. Bản chất của hối hận thì không phải xấu,
nhưng chìm đắm trong hối hận thì nó kéo cuộc đời mình tụt lại. Rồi hậu quả. Vậy tóm lại, nếu mà mình cứ suốt ngày mình chìm đắm vào trong đó thì hậu quả nó như nào? Là chúng ta kìm hãm sự phát triển của mình, suýt hối hận. Rồi, níu giữ bản thân trong sự thất bại. Cái này là mình bị chui xuống vùng lầy luôn, vũng lầy luôn á mọi người nhá. Mình bị do mình không nhấc chân, mình đi tiếp, mình ở đó, mình than thân trách phận, mình bị chìm ở đó luôn. Và cái này mà các anh chị không biết dạy con đấy nhé, mà khi con chúng ta có kết quả không tốt á, mà các anh chị đay nghiến nó là nó sẽ bị rơi vào tình trạng này. Các anh chị chê bai, các anh chị thêm dầu vào lửa, các anh chị nó đã bị điểm xấu hoặc nó đã có cái gì không tốt mà các anh chị, đặc biệt mà dạy con, các anh chị nào có con tuổi dậy thì đó, mà các anh chị không hiểu cái này là các anh chị toi. Nào ở đây có ai có đang có con trong tuổi dậy thì, tuổi cái tuổi mà nó chứng minh bản thân của nó, có con trong tuổi dậy thì đó là dấu hiệu của tuổi già đấy nhá mọi người nhá. Tôi có hai đứa trong tuổi dậy thì, đứa con trai đầu năm nay 18, đứa con gái thứ hai 15, đúng không ạ? Hai đứa trong tuổi dậy thì luôn. Tuổi dậy thì mà không biết dạy con là các anh chị sẽ đuối lắm, đuối lắm. Rất nhiều người không hiểu phương pháp dạy con. Mà thực ra tuổi dậy thì là những cái tiêu cực của nó nổi lên nhiều, đúng không ạ? Mọi người có thấy phải không ạ? Dậy thì bắt đầu tiêu cực, nó phá này, không nghe lời này, nóng này, và nó quyết định, tự bản thân nó quyết định, xong nó bắt đầu nó im này, nó stress, nó im, nó không thèm nói chuyện với mình, đúng không ạ? Có ai thấy giống vậy không? Hôm nay tôi vô tình tôi chỉ cho các anh chị dạy con nhé. Vô tình nhé. Ok, tôi sẽ có những buổi dạy con, đặc biệt là cái tuổi nổi loạn, ít người biết lắm ấy. Nhưng mà cái đó là đặc sản của tôi đó. Rồi, cái áp lực lên bản thân, hủy hoại ý chí của mình, đó là cái hậu quả của cái việc mà chúng ta chìm đắm ở trong hối hận. Có nhiều người họ bị một lần nó bị dấu ấn. Tôi lấy một ví dụ nhỏ này. Có những người hơi nói cái gì tiêu cực đi cho nó. Mọi người ơi, cho phép nói tiêu cực tí cho vui nhá. Mọi người nhá. Mọi người ơi, có nhiều người mới vào mà tiêu cực ấy họ họ chửi. Họ ném đá. Ví dụ nè, chẳng hạn như một người họ làm gái đi, đúng không ạ? Họ làm gái mại dâm đi. Có người nếu mà họ hối hận á, cả đời họ không ngóc đầu lên được và họ sẽ tàn phá cuộc đời họ luôn. Có những người họ đã từng bị đi tù đi. Đúng không ạ? Họ phạm tội họ đi tù mà họ hối hận á, là họ dìm cuộc đời họ luôn, mà họ quay ra họ không lên được. Họ không quay trở lại hoàn lương được. Đó là bởi vì họ bị chìm ngập trong cái cảm giác hối hận mọi người nhé. Chứ không phải là họ không tốt đâu. Cho nên là lúc đó người ta đi tìm nhà tâm lý học. Cho nên chúng ta cảm ơn Vũ Thị Thu Phương, thầy nói thoải mái đi ạ. Đấy là một người trong khi còn 900 người đã ném đá. Tội đâu bạn Phương chịu trách nhiệm. Ok. Tại vì chủ đề của chúng ta là tiêu cực, có nhiều cái đó tiêu cực lắm, chẳng qua mọi người không nói, nhưng mà tôi nói thì tôi bị lém đá. Ok. Rồi. Vậy thì khi mà chúng ta chìm trong cái sự hối lỗi, nó khác với chìm trong sự hối hận hoặc là hối tiếc. Cơ hội nó qua, họ ngồi họ nghĩ năm, họ tiếc, đúng không ạ? Có phải nguy hiểm không? Bỏ nó đi, tìm cơ hội mới. Trạng thái kế tiếp đó là than phiền, đổ lỗi. Nào, ai là người thấy mình thỉnh thoảng cũng có cái than phiền đổ lỗi này thì comment giùm tôi số 13 đi. 13. Ok. Nào, đổ lỗi than phiền. Và đây là một trong những cái thứ mà chúng ta sẽ phải rất lưu ý đấy ạ. Nào, chúng ta hãy coi nó là gì vậy? Cái biểu hiện của nó là gì? Thứ nhất, ích kỷ, chỉ suy nghĩ cho lợi ích cá nhân. Cho nên là khi mình suy nghĩ cho cá nhân của mình, bắt đầu mình đổ lỗi. Ôi cái này không phải tại em mà tại ông trời, tại trời mưa, tại kẹt xe, ok, tại ông sếp, đúng không ạ? Mình đi trễ thì tại Grab. Ok. Mình làm chưa tốt là tại nhân viên. Ok. Kết quả không tốt là tại Covid. Bây giờ Covid nó có quá dễ để đổ lỗi, đúng không ạ? Nên mình phòng thủ. Thứ hai là hèn nhát, không dám đối diện với sai lầm của bản thân. Trong phạm vi ở trong cái phòng họp này thì tôi dùng từ hèn nhát. Các anh chị ra ngoài, các anh chị cẩn thận mọi người nhé. Đó, họ đổ lỗi, họ than phiền, mình kêu họ hèn nhát, họ đánh đó. Ok, hãy cẩn thận. Trong phạm vi cái này tôi nói thẳng, trong phạm vi, tại vì cái này nó là một cái tôi phải xin lỗi trước để các anh chị dùng ngôn từ thì các anh chị đã đỡ bị dính. Thứ ba đó là lười nhác, không muốn cống hiến, chỉ muốn hưởng thụ. Cho nên là mình than phiền, cho nên mình đổ lỗi. Có nhiều người rất nhiều tiền họ vẫn than là họ không đủ. Có nhiều người họ cực kỳ nhiều nguồn lực, họ sung sướng mà họ vẫn than, đúng không ạ? Có nhiều người họ không dám dũng cảm, họ nhận những lỗi của họ mà họ tìm cách đổ lỗi lung tung beng hết.
và đó là dấu hiệu của ba cái biểu hiện này. Nào, hãy coi hậu quả của nó. Thứ nhất là cái mất đoàn kết trong tập thể. Khi chúng ta liên tục mà chúng ta đổ lỗi cho người khác thì chẳng ai quý mình đâu mọi người nhé. Ghét như mẻ vậy đó, chán lắm. Những con người đổ lỗi mình làm mình nản với họ lắm. Cho nên các anh chị hãy chú ý điều này ạ. Từ lấy các anh chị comment rồi, tôi biết các anh chị có rồi. Ai cũng có nhá, chẳng qua họ không nói nhá. Họ không tốt đẹp gì đâu. Sorry, đừng nói lớn. Ai cũng biết, nhưng chẳng qua họ không nói. Thế thôi. Hậu quả là gì? Không khắc phục được hậu quả mà là làm cho hậu quả còn nghiêm trọng thêm. Khi mà đổ lỗi đâu tập trung vào giải pháp, tập trung vào nguyên nhân mà. Cho nên các anh chị nào làm chủ doanh nghiệp mà khi chúng ta đi họp công ty á, mà đứa nào mà nó cứ ngồi mà nó đổ lỗi nhiều thì lên đổi. Đứa nào đổ lỗi nhiều, đừng có đổ lỗi nữa. Mà muốn chúng ta muốn họp hiệu quả đó là tập trung vào solution. Có nghĩa là tập trung vào gì ạ? Giải pháp, đừng tập trung vào hậu quả. Đừng tập trung vào nguyên nhân, tập trung vào giải pháp là đâu cãi nhau đâu. Bây giờ hậu quả là gì? Là thiếu doanh thu. Vậy thì bây giờ mình ngồi này, thiếu doanh thu là tại phòng sale, thiếu doanh thu là tại marketing, thiếu doanh thu là tại nhân viên sale, thiếu doanh thu là thiếu nhân viên sale, thiếu doanh thu là bởi vì lương thấp, thiếu doanh thu là bởi vì không cạnh tranh. Đó là tập trung vào nguyên nhân và cãi nhau chắc. Nhưng mà tập trung vào giải pháp này, giả sử tập trung giải pháp. Vậy thì làm cách nào để tăng doanh thu? Thế là từng phòng ban họ sẽ họp. Họp hiệu quả ngay lập tức. Ok. Khác ngay lập tức. Đứng tập trung vào nguyên nhân. Rồi. Tiếp. Hậu quả kế tiếp là biến bản thân thành người vô trách nhiệm. Mình suốt ngày mình đổ lỗi, mình suốt ngày mình than phiền như vậy thì trách nhiệm nằm chỗ nào? Trách nhiệm nằm chỗ nào? Toàn là ở người ta chứ đâu phải ở mình. Hay là cái gì cũng có. Ok. Rồi. Và thực tế mà nói là chúng ta, bởi vì chúng ta quên câu chuyện cái bút mọi người nhé. Thì càng đổ lỗi, càng than phiền nhiều, càng chẳng hiểu được mọi thứ đã đến từ đâu. Ok, hậu quả này rất là gớm. Rồi. Và cái cuối cùng, đây là tổ sư của các loại. Ganh tị, đố kỵ. Tiếng Việt gọi là gì mọi người nhỉ? Tiếng Việt gọi là gì? À đúng rồi, gato, sân si. Là thầy nói này, nghe kỹ này. Anger nó có hai cái tác dụng kinh khủng. Một là ung thư. Hai là đốt kho hạt tốt của mình. Kho hạt tốt chính là kho phước mọi người nhá. Kho hạt tốt chính là thùng nguyên liệu đấy. Thùng nguyên liệu của mình á. Mình có nguyên liệu để mình bay nhưng mà đục thủng nó cứ thế nó chảy mọi người nhá. Và nó cứ mình không làm gì nó cũng cạn. Khi chúng ta ngồi mà chúng ta nóng giận mọi người nhá. Khi mình ngồi mà mình nóng giận là cái thùng nguyên liệu nó cứ chảy, tức là mình không làm gì nó vẫn chảy. Trên bằng chứng những người mà họ đang nóng giận đó, họ ngồi một chỗ không có đi đâu hết. Với tâm trạng nóng giận đó là cơ thể nó mệt dã rồi. Nó tiêu tốn rất là nhiều năng lượng. Mình không chạy nhảy, không đi đâu hết, không nói câu nào, ngồi một mình luôn, vẫn hết nhiên liệu. Vừa mệt vừa đói, đúng không? Tại vì nó hao nội lực của mình. Ok. Rồi. Vậy thì thầy nói này, jealousy is another form of anger. Ghen tị, gato, ghen tức, đố kỵ là một loại nóng giận. Nếu các bạn thấy bài học của tôi bổ ích thì hãy bấm đăng ký kênh và bấm vào hình cái chuông để tiếp tục nhận được những cái video kế tiếp của tôi sớm nhất. Xin chào!